Hello mọi người, vâng, mới vào đã phải làm y tá rồi. Không sao, mình sẽ diễn vai chị y tá chữa bệnh cho người nghèo. Và đúng hơn thì chúng ta sẽ lên khu vực bàn thờ để chữa bệnh cho một thanh niên bị cúm gia cầm. Bệnh này cũng có thể gọi là một bệnh nan y, nhưng đối với Ân thì điều đấy rất là dễ dàng. Đấy, bàn tay cực kỳ là thú tính. Ơi chết nhầm, bàn tay. Thôi chúng ta bỏ qua đi. Hôm nay thì mình sẽ làm về khẩu AK-47 giải đấu. Cái này là một set luôn. Đây là cây xẻng. Cái này thì mình cũng làm rồi. Cái set này thì nó cũng bình thường thôi, nhưng cơ bản là cái skin bên ngoài nó rất là đẹp. Vâng, đẹp thì nó cũng bình thường. Đối với một số người thì nó cũng bình thường, như mình đây. Nhưng đối với một số bạn thì thốt lên một vẻ đẹp cực kỳ là dã man đấy. Rồi, thùng bãi ít quá cơ. Thùng vàng, thùng hàng chính thức tất thủ luôn. Vâng, chúng tôi gọi đây là chất. Vẫn còn ba thằng kia. Anh em đâu, lên hiếp nào. Rồi, khẩu này sấy cũng rất là tốt, không có cận chiến. Vâng, như một khẩu AK-47 DF bình thường, nhưng được mod lại cái skin. Đấy, đam đến cái giờ này thì khá là to. Vâng, giờ này thôi nhá, chứ đầu trận thì mình không nghĩ là nó sẽ to. Đấy, mình sẽ cố gắng đi cận chiến. Anh em đâu, bơ hết vào đây. 1v15, kinh vãi. Rồi, thôi em té đây. Rồi, bình tĩnh thôi. Làm gì mà căng vậy. 1v15 thì bàn đến bao giờ mới lại clear được team này. Rồi, té thôi. Những cái pha như này thì 36 kế chùa là thượng sách. Vâng, ai có cái hạ sách gì nữa thì có thể là chat lên. Còn mình thì mình vẫn dùng thượng sách thôi. Rồi, thằng kia nó té luôn rồi. Yếu rồi mà. Đây, mình đây. Bơi hết vào đây. Mình té đây. Ok. Đấy. Mình có nên lên khu vực thùng hàng để quay tay không nhỉ? Còn khẩu súng này thì không quay tay được, tại vì nó ít đạn mà. Tuy đam nó cũng mạnh nhưng thực sự nó hơi bị ít đạn. Nếu mà thẩm du nhưng bắt buộc phải lên thôi. Ui ôi, mới lướt qua một giây thôi phải bỏ lại cái giáp rồi. Ghê thật. Rồi, bàn tay 5 ngón. Ui ôi, bình tĩnh. Bọn này nó khóng hàng. Rồi, lại đây. Đồng thế. Bình tĩnh xem nào. Bơi hết vào đây. Ui ôi, do ngồi. Mệnh quá. Đông quá mà. 13 con. Mỗi con một phát. Thì làm sao mà chơi được. Vâng, mình phải bỏ mạng cái pha đấy thôi. Đèn thế, biết thế mình bắt cua qua bên này. Đôi khi biến hero thì chúng ta cứ chạy linh tinh không chết. Còn như kiểu mà ăn tất như này thì thực sự là khó sống. Rồi, té thôi. Chúng hào có zombie thì cứ tốt nhất là đừng cover để cho chúng nó hãm hại lẫn nhau. Đấy, rồi nếu mà không các bạn không để như vậy thì thực sự cái vòng lúc đấy nó ít zombie cực luôn đấy. Rồi, và chắc chắn luôn là phòng rất ít zombie. Vâng, chỉ có 3 con zombie thôi mà thùng hàng còn. Vâng, tăng lên con thứ tư rồi. Đâu rồi, nó chạy đâu rồi nhở? What the fuck. Hàng đâu. Đây rồi. Rồi chết một mả người luôn này. Này thì cố ấy. Ôi giời ơi, cái thùng hàng đang là điểm nóng. Ê chết nhầm, cái bàn thờ đang là điểm nóng. Nó không hướng vào trong đấy mà nó lại hướng ra cái con nhấp nháy của mình. Thật là VL. Không, mình té sang đây thôi. Vâng đấy, lại cho bài. Rất là khó chơi, khó chịu. Ô, chết vãi nồi vậy. Vâng, y tá này. Rồi. Cái gì vậy? Tự dưng chạy vào mồm nó làm cái gì? Bảo làm sao không chết được. Vâng, một pha ngu người đã khiến bà Cương Thi đã phải gia nhập team zombie rồi. Lại đây. Rồi. Úi giời. Cái bọn trong nhà nó cũng thèm hàng kinh phết. Vâng, nó đói lâu năm mà. Bọn này lúc trong này kiểu như là chết đói, nạn đói năm 45 ý. Đây trong này. Vâng, giã một nồi đạn trong này mà nó không vào. Ủa ôi. Thì lúc nó vào thì mình lại ra. Rồi, có hero. Đây, mình sau lưng này. Mình sau này.
Ủa ôi, hai con nó đi qua trước mặt mình như kiểu là không thấy ai ấy. Mình một cục thịt, nó đứng sừng sững trước mặt. Thế em không thấy là mình tủi thân đấy. Vâng, sao lại bị rớt thế này nhở? Có lẽ là ping hơi bị hư cấu. Tại vì nó toàn mất máu sau. Đấy, bơi vào đây. Bơi vào đây, rồi thôi xong mất giáp. Biến luôn cho nó lành. Đấy, còn 7 con nữa thôi. À, đứng AK này. Rồi, thôi xong rồi. Hàng nó cứ tuôn tuôn vào mồm. Ơ, hết giờ. What the boy. Tiếc thế. Đúng cái lúc nhiều zombie thì lại không ăn được. Để thằng kia nó lút sạch. Rồi, không sao, không sao. Mong trận này chúng ta sẽ thấy nhiều con zombie chạy ở dưới. Thay vì có vài con zombie nó đi hóng hớt các kiểu. Rồi, sau lưng kia. Ơ, thủ vàng này. Ôi, cạn lời. Vâng, anh em cố gắng lên ạ. Mình té đây. Rồi, tơ. Anh tơ, anh ấy đứng ở dưới. Thì biết rồi. Không phải xoắn lên làm cái gì. Sau lưng kia, nó cận chiến phía sau. Úi dồi. Cái thằng kia nó cầm dao thông đích cả hai con. Thế mà không biết. Không thằng nào biết rồi, rồi rồi. Chán thế. Đúng cái lúc hay thì lại không bắt cua được. Rồi thằng này thông đích các bạn này, mình sẽ trả thù. Trời ơi, cầm AA12 VIP. VIP 2 luôn. Vâng. Rồi, VIP 2 thì để cho thằng tơ cân chứ mình yếu máu rồi, không chơi được. Ông mình là một con chuẩn bị tiếp tục diễn vai y tá. Vâng. Phát này 1 cân 3 thì nó hiếp chết. Chứ không thể cân được. Vâng, bọn này đã chuyển sang cái bệnh khác rồi. Bệnh cúm gà thì ok. Bây giờ nó chuyển sang cái loại bệnh khác thì khó chơi này. Vâng, có thể như là HIV ấy. Nó chuyển sang giai đoạn S rồi. Úi dồi. Vẫn khỏi đấy. Thật là hư cấu. Vâng. Một pha chữa khỏi bệnh cực kỳ hư cấu của NST. Vâng, còn thằng nữa. Anh em đâu, bơi hết vào đây. 8 thằng nữa đâu, 7 thằng nữa đâu. Bơi hết vào đây xem nào. Này đi, úi dồi, thôi xong rồi. Cố này đi. Mày cố làm cái gì nữa. Vâng. Tuyên bố là NST chữa mọi loại bệnh. Đây đây rồi. Rồi em không muốn đi chữa bệnh nữa đâu. Cái số phận làm lương y thì nó không có thể sống tốt được. Luôn là dây dứt trong người. Ôi giời ơi, đậu xanh. Vâng, hết làm lương y rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang nghề mới, đó chính là thuật sĩ. What the fuck. Vâng, chúng ta sẽ đi giải trừ phong ấn. Đúng rồi, trưởng lực của mình có thể giải trừ mọi phong ấn. Anh em đâu, lại đây nào. Mới hết vào đây xem nào. Ôi, còn trận cuối. Chán thế, đúng trận cuối làm tơ. Thật là VL. Cút ra xem nào. Bố mày đang đi chữa phong ấn các kiểu. Vâng, rồi nói thì không nghe này. Đấy, mình là thuật sĩ bá đạo. Cần tất. Đấy, chữa mọi loại phong ấn nhỉ. Mày chết chắc rồi con ạ. Ủa ôi, mắc vào đây nữa. Tôi xong rồi. Cày thế. Vâng, còn con cuối. Ôi, chết nhầm. Ấn nhầm nút. Vâng, bạn ấy sẽ chết trong một đốt nhà thôi. Em khỏi phải lo. Rồi, trừa chỗ. Ủa, chán thế. Dạo này bắc cua ơi bị vớ vẩn đấy nhở. Vâng, ấy mực fake có lên xả một đống đồ đen thui nữa. Rồi, chạy đường nào. Đã vào vòng tay của anh tơ rồi thì không thể thoát ra được. Và mình sẽ kết thúc clip tại đây. Các bạn xem thì thấy hay thì đừng quên like và subscribe kênh hộ mình nha. Bye bye các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Bye bye.